nếu mình bố thí nhiều thì sau này mình trở thành người già giàu đi. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Ví dụ như các con có đọc sách thầy thì các con nghe thầy nói ngang á dị á nhiều. Có nhiều người bây giờ nghe nói ngang á dị á họ chọc chẳng biết gì hết. Họ biết thiền này thì kia đủ thứ á. Họ nói mặt tâm, họ nói tụng kinh pháp hoa được thì họ rành lắm, họ nói giỏi. Nhưng mà cuối cùng mà nói gì mà thiền ngang á dị á. Mà họ cũng không biết nó là thiền nữa chứ không phải là nói. Nói cho nên thì vậy mà các con thấy là cái cuối đường mà được chánh pháp cũng không dễ. Đó, bây giờ thầy nói nhớ cái người mà biết Phật pháp mà nội tà pháp không thì nội cái châu đốc mình ấy, bao nhiêu người phải không? Rồi bây giờ biết được cái pháp ấy, thì còn bao nhiêu người, rõ ràng quá. Cho nên vì vậy mà mình biết là xung quanh mình còn biết bao nhiêu người khổ đau, còn biết bao nhiêu người khổ đau chưa có hiểu được. Người ta đi theo tôn giáo này, người ta theo tôn giáo này, nhưng mà mỗi tôn giáo nó dẫn mình có một đoạn đường của chính rồi. Mà cái đoạn đường đó, ví dụ như bây giờ làm việc từ thiện, nó làm việc từ thiện thì mình sẽ xác định nói cực lạc hay quả thiên đàng hay quả gì đấy để cho mình hy vọng cái điều đó. Rồi mình cố gắng mình làm, mình giúp đỡ người bất hạnh, điều đó điều tốt. Nhưng mà sự thật ra nó cũng chưa hẳn là nó giải quyết cho mình lên quả cực lạc đâu được. Cái điều đó chỉ là cái phần hữu lậu. Nếu mình cố thí nhiều thì sau này mình trở thành như già giàu đi. Thì nhà giàu nó cũng khổ chứ đâu phải nhà giàu nó không khổ đâu. Mình có nhiều là người thợ, cái người giúp việc mình đi. Nhưng mà điều kiện là những người đó là những người nhân quả tai nợ ngày xưa. Mình bố thí cho họ ăn của mà chứ gì, bây giờ họ trở thành lính phòng trác, thành những người tối tớ trong nhà của mình, những người thợ làm giết tay sai của mình chứ gì. Nhưng mà ngày xưa là họ ăn của mình, bố thí họ, bây giờ họ trở thành những người tay sai của mình. Thì như vậy, rõ ràng là nếu mà trong cái sự làm chủ như vậy mình có sự sướng không? Bây giờ mình làm ăn cái nhà máy mình có thất nghiệp nè, nó không tiền trả lương cho công nhân nè, mình thấy có khổ không? Rồi trong cái thương trường mà kinh tế như thế này, nó mọi mặt mình phải làm sao mình giữ được cái giá của cái vật mà mình sản xuất ra được. Nó cả một vấn đề đòi hỏi cái người chủ rất phải nói ngay cả là vua cũng chưa xứng nữa. Huống hồ là làm cái người nhà giàu, nó có xứng sướng đâu. Ví dụ như thầy nói bây giờ tất cái nhà như cái nhà của mấy con đang ở này, đâu có sung sướng đâu, vừa chúng mới còn phải quét chứ để vô sao được, nó sạch quá mà như thế này để vô ai có được. Nhưng cuối cùng các con nghĩ sao? Mình trở thành nô lệ cho cái nhà mình chứ gì, phải không? Mình tối tớ nó nè, hai mình ghi quá nè. Từ mình thấy là người ta khen họ cái ông bà này có cái nhà nghèo đi, nhưng mà nó biến mình trở thành nô lệ cho nó mấy con. Còn như thầy có cái nhà trong dính đất này, nó vừa kể là tôi vậy, bởi vì nó xấu rồi, nó đâu cần gì nữa. Cho nên cuối cùng thầy là người lập chủ chứ thầy không phải là người tôi cả, phải không? Đó là cái người tu, người ta có tư duy như vậy. Nhưng mà người đời mà con nghĩ điều đó, trời ơi, vợ chồng thằng nói gì đây, làm ăn bây giờ cái nhà tranh nó cũng còn cái nhà tranh thì nó không lên được ai ấy. Rồi nghe nó sao nó khó chịu không, đời nó phải khác không con, đạo đạo được. Thầy mới nói vậy, thà là mình làm nô lệ nó, nhưng mà người ta không giúp khi mình, chứ còn mình không chịu nô lệ nó, người ta khi mình nữa. Nó khổ lắm, cuộc đời nó khổ lắm. Để nên vì vậy mình khoác áo, chiếc áo tu sĩ mà mình cũng đúng rồi, mình thấy nó giải thích nhẹ nhàng, nó không có bị trói buộc gì thế gian. Chứ còn con mấy con ở ngoài thế gian mà con nghĩ như thầy là con sống với họ không nổi. Không, thầy nói thật mà. Cho nên cuộc đời nó phải như vậy. Vì vậy mà khi mà các con làm cái người còn ở thế gian, các con phải tu những cái cấp độ, cái mức độ của thế gian để cho tâm hồn của mình, để cho cái đối xử nhau ở trong gia đình của mình, cái vợ chồng, con cái đối xử như thế nào để đem lại cái hạnh phúc cho nhau, chứ không khéo mình hiểu lầm một chút là mình đã đem cái sự khổ cho nhau. Cho nên cái đạo đức rất cần thiết, phải học nhiều cái đạo đức để mình biết được cái nhân quả của hành động mình. Vô tình nói một lời nói làm cho người khác buồn, hay là chồng là con mình buồn, hay hoặc là vợ con mình buồn, điều đó là điều tốt, đó là làm cho người ta khổ. Từ đó chúng ta phải học những cái đạo đức của đạo Phật. Cái gì? Đạo đức của đạo Phật nó xây dựng trên cái nền tảng đạo đức nhân bản, không làm của mình của người. Mà cái đạo đức nhân bản của đạo Phật mà không học thì thấy ủ quá. Mà nó rất hay, tại vì cái đạo đức nó dạy mình không làm của mình của người chứ không có ảnh hưởng ai hết. Mình không làm khổ người ta mà lại mình không làm của mình. Cho nên những cái đạo đức nhân bản học mình hàng ngày mình thấy cái hành động của mình, từ cái suy tư của mình nó không có hại ai hết. Thì mình còn có hại nhất định.
Đó, hôm nay thì đơn giản thầy nói để cho các con biết được con đường thiền định của mình, phải đi vào cái ngã, ngã ác gì đó. Bắt đầu thực hiện nó là phải bằng những cái giới đức, cái giới luân của Phật đã dạy đi. Cho nên càng giữ gìn giới được bao nhiêu thì cái tâm mình nó ly, ly ác pháp, ly cái lập pháp. Còn mình giữ gìn giới được lỏng lẻo thì nó không bao giờ ly, nó bị ức chế. Rồi bây giờ mấy con có hỏi gì không? Thấy nghe thầy nói đơn giản quá, tánh sao cũng tu được chứ đâu phải cần cái mặc cái áo này mới tu đâu, đâu cần phải chiều mấy con thắp hương rồi lại được tu đâu, đâu có cao. Người ta chửi mình đừng có giận, mà mình giận là ác pháp thì ngay đó là mình tu chứ gì. Đóng là tu, tu là đơn giản quá, đơn giản giải thoát ngay liền chứ đâu có cần gì mà phải lâu đâu, đâu cần tu đợi đợi mình chết mình mới lên cực lạc mới là được giải thoát đâu. Ngay cuộc sống của mình hàng ngày từng tâm niệm là có giải thoát ở trong đó rồi. Tôi như vậy, nó giảm gì, nó đơn giản đó.